Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại channel của mình. Và hôm nay mình tiếp tục với cả 8 game ở dưới đây. Nào, và chúng ta cùng bắt đầu. Đây là một game đầu tiên mà mình chơi. Đầu tiên là Bubu 2. Và mình cũng không biết nó sẽ chơi như thế nào. Và bây giờ thì sẽ dự vào xem nào có cái gì hay trong game này không. Có vẻ như là loading đợi khá là lâu. Ở đây mình có một con mèo. Ok, có lẽ là mình sẽ để về tiếng Anh đi cho tất cả mọi người cùng sử dụng và cùng nhìn nó dễ hiểu. Need a shower. Ok. Về cơ bản thì họ cũng bắt chước cái tựa game Talking Tom, cho nên là mình không thấy có cái gì khác biệt nhiều lắm. Vẫn là một con mèo đi ăn ngủ đủ ị. Và đây bắt mình mua gì đây, mình không mua. Để ra một con gì đây, ở đây có thể là con bé à. Cái gì ở đây và tủ lạnh có gì ăn không? Nếu như mà có source code game của game này thì mình cũng hoàn toàn có thể tạo ra một con game của riêng mình và up nó lên CS Play thì nó để kiếm tiền. Và như cá nhân mình thấy ấy, thì không có cái gì quá là đặc biệt trong cái tựa game này. Rồi, có lẽ là cho hai bọn này đi ngủ đi. Rồi, nắm mắt lại cho đi ngủ. Và có lẽ là mình sẽ tạm dừng tại đây. Hiện tại thì mình chưa có gì hay trong game này cả. Chúng ta hãy cùng sang một game tiếp theo. Cùng tiếp tục với cả Talking Tom Friend. Ở đây thì... nếu mà mình có thể can thuộc vào cái game này ấy, thì mình có thể cắt ngay cái con Raccoon này thay vào con tôm để mà có thêm cái nhân vật Raccoon. Tuy nhiên thì mình cũng không thể nào mà làm được, tại vì bây giờ họ đã sử dụng cái trình đèn file cao cấp hơn và mình không thể nào mà có thể xâm nhập được vào code game, số game để mà lấy đi cái thứ đó để mình chỉnh sửa được. Thank you.
À, đây là bàn cờ cá ngựa. Mình thì vẫn chưa hiểu cái quy luật chơi của trò này lắm. À, lên một con rắn là trượt xuống à? Mình cần 4 cái thôi. Mình cần 3 cái, 2 nước thôi. Không đi được. Rồi, 2 nước, 2 nước. Rồi, cuối cùng thì cũng đã về đích và mình đã chiến thắng. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với cả ở đây là nhắm cái gì đây? Đi tắm à? Đấy, cho chúng nó ngủ lặn cùng với nhau đi. Ben đâu rồi? Tắm tất cả chui chung vào ổ luôn này. Hôm nay thì mình mới thấy là có cái phần tùy chỉnh cho mình chỉnh màu của những cái này. Mọi khi thì mình không không thấy đâu. Nếu như mà có thể vào sổ game ấy, thì mình sẽ thấy tất cả hình màu xanh để mà có thể cắt chúng nó ra ngoài. Ông này ông bẩn quá, ông cần phải chui vào trong này tắm. Mưa rồi, mưa to rồi. Tôm đâu rồi? Ô. Giờ thì mình mới biết là có cái này đấy.
Ok, và mình sẽ tạm dừng cái phần chơi này tại đây. Để chúng ta cùng nhau xem nào. Bây giờ mình biết là trong những cái này thì nó có những cái trò chơi. Mỗi một cái này nó sẽ là một mini game nhỏ, và bây giờ thì mình mới biết. Ok, và chúng ta tạm dừng tại đây để mấy game tiếp theo. Chắc hẳn các bạn không biết đến với cả Stickman 4, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái game này. Ok, cuối cùng thì cũng vượt qua mấy con này. Chúng ta sẽ tạm dừng tại đây để mấy game tiếp theo. Chứ không có thì cứ đánh mãi mấy con này không biết bao giờ mới xong. Ta sẽ có Ginger cùng với Ginger Firebot.
Ok, và có lẽ là mình chưa quen chơi game này trên thiết bị này. Và cho nên là mình hơi khó khăn trong việc vượt qua cái phần chơi này. Có lẽ là mình tạm dừng tại đây. Ta đến với game tiếp theo. Chứ mình chơi mãi cũng không vượt qua được. Đây là lần cuối này, không vượt qua được thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo.